Ngày 26 tháng 5, Đại tá Trương Đông Hải, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ký quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Liên, 50 tuổi, quê quán tỉnh Thái Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang để điều tra làm rõ tội danh tham ô tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ năm học 2018-2019, trường Nguyễn Bá Ngọc được phép tổ chức các lớp học bán trú, học 2 buổi trên ngày, học sinh ở lại trường từ sáng tới chiều cho trên 600 học sinh. Mức phí dịch vụ nhà trường thu của mỗi học sinh là 250.000 đồng mỗi tháng, tiền ăn khoảng 30.000 đồng mỗi suất ăn. Sau khi thu tiền từ phụ huynh, thay vì nộp tạm vào tài khoản mở tại kho bạc theo quy định, bà Liên chỉ đạo nhân viên thủ quỹ đưa tiền để mình tự chi. Chỉ trong năm học 2019-2020, bà Liên đã chiếm dụng tiền thu phí dịch vụ và tiền ăn của học sinh tổng số tiền 1,35 tỷ đồng. Sang năm học 2020-2021, bà Liên tiếp tục chiếm dụng 435 triệu đồng tiền đồng phục của học sinh, không thanh toán cho cơ sở kinh doanh. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trước khi bà Liên bị bắt khoảng một tuần, trên mạng xã hội rộ thông tin bà Liên làm ăn thua lỗ, thiếu nợ nhiều người không còn khả năng thanh toán.